quý vị, hôm nay thứ Sáu, ngày 1 tháng 11 năm 2019. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, hôm nay Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về các vấn đề đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, dự thảo nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước, việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015. Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Liên quan đến vụ việc nghi ngờ có người Việt Nam nằm trong số những nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc mới đây xảy ra tại Vương quốc Anh, bên lề kỳ họp Quốc hội lần này, ý kiến đại biểu cho rằng cần quản lý chặt việc xuất khẩu lao động cũng như việc xuất nhập cảnh của người dân. Theo đại biểu, từ nhiều năm nay, việc đi nước ngoài trái phép đã xảy ra, và đó luôn là vấn đề mà các cơ quan quản lý cũng như các địa phương đặc biệt quan tâm. Từ những bất cập của việc xuất khẩu lao động hoặc đi nước ngoài vi phạm pháp luật nước sở tại, ý kiến đại biểu cho rằng cần quản lý chặt chẽ hơn nữa công tác xuất nhập cảnh và xuất khẩu lao động để người dân có ý thức tuân thủ pháp luật Việt Nam và nước sở tại. Luật xuất cảnh lần này là cần phải hết sức quan tâm để điều chỉnh, hạn chế, răn đe và cảnh báo tất cả những cái đối tượng là có những cái dấu hiệu có thể là vi phạm trong vấn đề pháp luật. Phải trừng trị thích đáng những cái kẻ đứng ra chủ mưu dụ dỗ lôi kéo người dân mà không hiểu biết, không có đầy đủ thông tin tham gia đường dây này. Công trình đài phun nước Nguyễn Huệ nằm tại giao lộ giữa hai trục đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi đã vừa hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động vào chiều tối qua. Đây là một trong những công trình nghệ thuật nằm trong kế hoạch cải tạo, nâng cấp không gian công cộng khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là cải tạo chỉnh trang cảnh quan đô thị trên tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã bấm nút khởi động công trình. Công trình đài phun nước lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen bằng thủy tinh ở vị trí trung tâm, được cách điệu từ nụ hoa sen đang nở, kết hợp với các vòi phun nước hướng vào tâm, thể hiện tinh thần đoàn kết cùng hướng tới mục tiêu phát triển chung của thành phố. Chiều cao thiết kế của đài phun nước đảm bảo góc nhìn thông thoáng từ tượng đài Bắc Hồ theo trục Nguyễn Huệ ra sông Sài Gòn, tạo tầm nhìn phù hợp cho khách bộ hành, không làm che khuất tượng Bác và trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Thủy tinh nghệ thuật có thể mang lại nhiều cái hiệu quả về thị giác ban ngày lẫn ban đêm, và nó tạo ra được cái hình ảnh liên tục thay đổi do ánh sáng thay đổi trong ngày, và điều đó sẽ tạo nên đa dạng về hình ảnh, từ đó hấp dẫn người xem. Và công nghệ thủy tinh là một công nghệ mới, và hiện nay Việt Nam đây là công trình đầu tiên, người ta còn gọi công trình này là công trình nghệ thuật 4.0. Kết hợp với kiến trúc, cảnh quan đô thị tại khu vực trung tâm thành phố, công trình cũng ứng dụng nhiều công nghệ mới về chiếu sáng, phun nước, nghệ thuật điêu khắc thủy tinh và âm nhạc, đồng thời bổ sung một số tiện ích và hạng mục cây xanh trên trục đường Nguyễn Huệ nhằm tạo nên một không gian mở hiện đại, tiện nghi, thân thiện phục vụ người dân và du khách trong và ngoài nước. Rất là thích chụp ảnh ở đây nữa, tòa sen rất là ý nghĩa, cái sự kết hợp nước và ánh sáng đây rất là phù hợp, mình thấy một thiết kế rất là tuyệt vời đấy. Công nghệ của sàn phun này thực sự nó là công nghệ rất là hiện đại, toàn bộ sử dụng công nghệ lọc với hệ lọc hóa chất tự động nên nước lúc nào cũng rất là trong, và ngoài ra thì sử dụng cái công nghệ là DMX, là toàn bộ thiết bị điện là 24V, nó tạo cái sự an toàn tuyệt đối. Là một cái vị trí hết sức là thú vị giữa trung tâm thành phố, giao cắt bởi trục văn hóa chính trị là Nguyễn Huệ, trục thương mại dịch vụ là Lê Lợi, là một cái điểm nhấn của thành phố cho người dân có thể tới tham quan thưởng lãm. Thành công chính của cái đài phun nước này đó, nó không phải là một sản phẩm để phục vụ cho khách du lịch, mà là chính là cái sự tham gia của rất nhiều nhà thiết kế tư vấn tham gia để chứng minh năng lực và chứng minh cái tâm huyết của họ đối với việc làm đẹp cho thành phố này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục mời gọi các nhà thiết kế, những đơn vị thi công tham gia vào việc làm tăng ánh sáng các khu vực này và làm đẹp thành phố ở nhiều kênh khác. Công trình đài phun nước Nguyễn Huệ hứa hẹn sẽ là biểu tượng mới, thể hiện cái giá trị lịch sử, văn hóa và bản sắc của thành phố Hồ Chí Minh. Chiều 31 tháng 10, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải về giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố.
Sở Xây dựng hiện là chủ đầu tư cho 4 dự án thuộc nhóm C, trong đó ngoài một dự án đúng tiến độ, 3 dự án còn lại là trụ sở đội thanh tra địa bàn quận 2, quận 11 và huyện Nhà Bè bị chậm tiến độ do vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục bàn giao đất của địa phương. Hướng giải quyết hiện nay sẽ giao về cho các quận huyện làm chủ đầu tư. Bên cạnh đó, cũng có không ít dự án do Sở Xây dựng quản lý bị kéo dài, chậm tiến độ do những lý do khách quan như chồng chéo trong quản lý, chậm cấp vốn. Tại Sở Giao thông Vận tải, Ban Kinh tế Ngân sách đã đặt nhiều câu hỏi xung quanh tỷ lệ giải ngân các dự án còn thấp. Giải trình về vấn đề này, Sở cho biết 80% dự án bị kéo dài là do công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại địa phương chưa hoàn thành. Ban Kinh tế Ngân sách nhấn mạnh các đơn vị sở ngành cần cập nhật thời gian thực hiện của các dự án nếu có, để Sở Kế hoạch Đầu tư kịp điều chỉnh kế hoạch bố trí vốn năm 2019-2020, cũng như rà soát hoàn thiện tính pháp lý gắn với các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân TP.HCM. Thưa quý vị, vụ việc một học sinh trường Trung học phổ thông Marie Curie, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh bị chém phải nhập viện cấp cứu mới đây mà chúng tôi đã thông tin tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách hành xử bạo lực, lối sống tiêu cực của một bộ phận học sinh hiện nay. Điều đáng nói, tình trạng này không phải mới diễn ra, tuy nhiên giải pháp nào để ngăn chặn là điều mà dư luận đặc biệt quan tâm. Mới đây nhất, ngày 31 tháng 10, đại diện trường trung học cơ sở Long Hậu, huyện Lai Vung, Đồng Tháp xác nhận đoạn video lan truyền trên mạng hình ảnh các nữ sinh đánh nhau là học sinh của trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trên mạng xã hội. Còn với vị phụ huynh vừa có con phải trải qua một vụ bạo hành cho biết, nếu gia đình không can thiệp kịp thời, có lẽ hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn. Cháu nó về nó giấu, không có nói cho mẹ biết. Nhưng mà tinh thần là thực ra trẻ con mà nó giấu là bố mẹ là biết ngay. Thì mới là mạnh dạn chia sẻ thì cháu bắt đầu nó mới nói thật. Nói thật ra là con bị bạn bè đánh. Không những ở lớp mà có một số bạn bên ngoài, cái lớp ngoài cũng lớp kế bên qua đánh. Theo thống kê của UNESCO, hàng năm có 250 triệu trẻ vị thành niên là nạn nhân của bạo lực học đường. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, năm 2018, toàn quốc có 2.000 vụ học sinh đánh nhau, tăng gấp 13 lần so với 10 năm trước. Một trong những nguyên nhân khiến nạn bạo lực học đường ngày một nghiêm trọng và lan rộng xuất phát từ thế giới ảo, mạng xã hội, trong khi các em vẫn chưa được hướng dẫn, trang bị kỹ năng cần thiết. Khi có một bạn học sinh nào đó đang có ý định là có thể giải quyết mâu thuẫn với bạn của mình, nếu như mà tình cờ phát hiện được những cái clip liên quan đó, thì bạn ấy lại có thể học theo cái cách thức như vậy. Và điều này nó cũng dẫn đến cái tình trạng là có càng ngày càng nhiều hơn những cái trường hợp và vô cảm khi mà bạn của mình, người thân của mình bị bạo lực. Khi trẻ ở cái giai đoạn từ cấp 2 lên cấp 3 và các em đang hình thành về cái ý thức để các em phát triển về nhân cách, ở giai đoạn này rất cần sự quan tâm của gia đình. Nhưng nếu gia đình thờ ơ, bỏ bê các em, thì các em muốn gây được sự chú ý với người khác, thì các em từ những hành vi tích cực, các em sẽ chuyển thành tiêu cực và các em sẽ có những hành động bạo lực để gây sự chú ý, có khi là làm tổn thương ai đó. Theo các chuyên gia tâm lý, bạo lực học đường không chỉ dừng lại ở xâm phạm về thân thể, mà miệt thị giới tính, ngoại hình, làm tổn thương tinh thần của học sinh cũng là một vấn nạn ở học đường hiện nay. Để trả học sinh về đúng tuổi thơ của các em, đã đến lúc giáo dục ứng xử, giáo dục đạo đức cần được xem trọng. Không chỉ chịu áp lực từ sự phân biệt, trêu chọc của bạn bè xung quanh, với các em học sinh thuộc giới tính thứ ba, một trong những nỗi lo sợ lớn nhất lại chính là không thể chia sẻ với gia đình. Vì khó khăn mà em không thể chia sẻ với ba mẹ của em được là vì em sợ ba mẹ em sẽ không chấp nhận được. Thứ nhất là, cái thứ hai là em sợ là ba mẹ em sẽ không đồng ý cho em làm những việc này, tại vì ba mẹ em sợ em bị kỳ thị hoặc là bị miệt thị. Em quen Trung Huỳnh từ năm cấp 1, là bạn đó là mới đầu vô là bạn sẽ không nói gì hết. Bạn cứ ngồi thu mình một góc, là không có một ai ngồi chung với bạn. Là lúc mà em vô lớp thì là thấy là mấy bạn khác là luôn lời nói xấu với mấy bạn, các bạn bị kỳ thị đó, bạn đó cũng không nói gì. Mọi cái ngày tháng bị kỳ thị đó cứ kéo dài hoài luôn. Để trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh, ứng phó nạn bạo lực học đường, hiện nay nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai và đưa vào giờ học chính khóa các lớp giáo dục kỹ năng nâng cao nhận thức về bạo lực học đường cho học sinh.
cần phải trang bị cái kỹ năng về tự vệ, đồng nghĩa với đi đôi với đó là cái kỹ năng là tự quản lý cảm xúc của bản thân. Tại vì rõ ràng khi mà mình biết cách quản lý bản thân, biết cách quản lý cảm xúc thì nó sẽ giảm thiểu được cái nguy cơ xô xát và các hành vi bạo lực. Thì như đó thì chúng ta sẽ không cần phải phòng tránh, bởi vì chúng ta đã phòng ngay từ đầu rồi. Là cái hạn chế về kiến thức pháp luật, rõ ràng là các em chưa có, mặc dù học trong trường giáo dục công dân đầy đủ hết, nhưng ở đây mình phải nói những câu chuyện thực tiễn, mình phải cho các em nhận thức pháp luật. Đây là cái vấn đề phải làm thường xuyên, mà luôn luôn thường xuyên là nhắc nhở các em để các em nhớ lại, để cho các em biết rằng mình, cái lứa tuổi của mình, cho dù phạm tội cũng phải chịu trách nhiệm hình sự. Bố mẹ hãy trang bị cho mình những kiến thức để không phải là nơi mà các em nuôi dưỡng hành vi bạo lực ở đây. Nếu được, nếu làm được như thế thì đầu tiên sẽ không có bạo lực nơi gia đình, không có những lời nói lăng mạ, những hành vi thô tục tại gia đình. Vì đây là cái nơi mà các em sẽ học và các em sẽ đem ra ngoài xã hội để các em thực hiện nó. Sẽ không có tiết học nào giá trị bằng tình thương, sự gần gũi của gia đình, sự quan tâm thấu hiểu của thầy cô với chính các em học sinh. Không có đánh nhau, không có bạo lực tinh thần, không còn miệt thị. Những năm tháng học trò mới thật sự là những chuỗi ngày hồn nhiên và đáng nhớ nhất trong đời mỗi người. Mở đầu phần điểm báo sáng nay là bài viết để Thành phố Hồ Chí Minh kịp chuyến tàu thành trung tâm tài chính trên báo Pháp Luật. Theo các chuyên gia, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có khả năng trở thành trung tâm tài chính quốc tế, tuy nhiên cần phải tháo gỡ những điểm nghẽn và Trung ương cần trao cho thành phố một thể chế vượt trội để chủ động tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút dòng vốn quốc tế. Nhiều ý kiến nhấn mạnh, muốn phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính quốc tế, cần phải đưa vào chiến lược kinh tế của quốc gia, định hướng phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đề án này phải mang tầm đề án của chính phủ. Theo kế hoạch, hôm nay Tòa án Nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử bị cáo Bùi Văn Sáng về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm. Việc xử lý hình sự đúng người đúng tội những cá nhân tổ chức vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ có tính răn đe tốt hơn. Những vi phạm về an toàn thực phẩm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tính mạng người dân. Tuy nhiên, muốn áp dụng pháp luật để xử lý loại tội phạm này không dễ, bởi thực tế khi chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra thì hầu hết đều bị kết luận chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, không chứng minh được thiệt hại của nạn nhân. Chi tiết có trong bài Rửa thực phẩm bằng hóa chất phải ra tòa trên báo Tuổi Trẻ. Sao buộc trò viết cam kết đạt điểm cao là bài viết đáng chú ý trên báo Người Lao Động. Mới đây, học sinh một lớp tại trường trung học cơ sở Lê Lợi, quận 3 phải làm bản cam kết đạt điểm cao hơn sau khi kiểm tra đạt 5,5. Cha mẹ học sinh khá bất ngờ bởi so với thang điểm 10 thì mức này là đạt yêu cầu. Học sinh có lỗi làm gì mà phải viết cam kết? Trao đổi với báo chí, giáo viên trong vụ việc cho biết đầu năm học thấy học sinh bị điểm dưới trung bình nhiều quá nên rất xót. Trong đó có khoảng 10 trên 49 em thường xuyên bị điểm dưới trung bình các môn nên yêu cầu những em này làm bản cam kết, về nhà đưa cho phụ huynh ký tên với mong muốn phụ huynh đồng hành trong việc kìm cặp các em. Trở lại với các thông tin trong nước, hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã được tổ chức vào hôm qua nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp về lĩnh vực xây dựng, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố năm 2019. Các câu hỏi tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng, trong đó việc chậm giải quyết hồ sơ xin cấp phép xây dựng được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Có dự án đầu tư xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty Phúc Đạt thực hiện xong hồ sơ thiết kế từ đầu năm 2019, nhưng đến nay vẫn chưa thể xin được giấy phép xây dựng do vướng điều chỉnh quy hoạch 1/2000. Bên em cũng đã có cái chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố rồi. Đấy thì chỉ chờ bên Sở Kiến trúc cập nhật lại là bên em có thể lọc vào trong Sở Xây dựng. Tuy nhiên thì bên em bây giờ thì chỉ có ngồi chờ thì cũng rất là khó. Cấp phép mà nộp từ hồi đầu năm 2019 tới nay, tức là tới nay là coi như là tháng 10 rồi, 10 tháng rồi. 10 tháng rồi mà không giải quyết, không có cái vấn đề giải quyết gì. Cái này thì có cái rà soát lại để nếu như có thật thì phải có cái xử lý. Để điều chỉnh tổng thể thì cơ quan quản lý quy hoạch còn phải xin ý kiến ủy ban thành phố đánh giá các điều kiện theo quy hoạch đô thị là 5 cái điều kiện, và sau khi thành phố chấp thuận thì tiến hành các bước điều chỉnh tổng thể giống như cái quy trình mình lập cái quy hoạch và phân khu.
Các doanh nghiệp cũng nêu lên những bất cập trong việc phát triển mô hình văn phòng làm việc kết hợp lưu trú Officetel. Loại hình sản phẩm mới này đang nở rộ, nhưng còn nhiều vướng mắc về khung pháp lý, cơ chế quản lý chưa rõ ràng, khiến doanh nghiệp gặp nhiều trở ngại. Hiện giờ tình hình cấp sổ, thì những căn mà được ghi trong hợp đồng là sở hữu lâu dài thì được cấp trước, còn những căn mà 50 năm thì chờ sau. Lý do sâu xa cái chờ sau này là như thế nào? Hiện tại chính phủ cũng đã có cái chỉ đạo cho Bộ Xây dựng để hoàn chỉnh một cái hành lang pháp lý sẽ quy định rõ về cái định nghĩa của các cái loại công trình này, cũng như về mặt nguyên tắc, về mặt quản lý nhà nước đối với các cái dạng này, bao gồm cả Officetel, Condotel và các cái dạng khác. Các vướng mắc khác về lĩnh vực bất động sản, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, mật độ xây dựng nhà ở cũng lần lượt được đại diện các sở ngành giải đáp, cung cấp thông tin, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến tới triển khai thí điểm hình thức vận chuyển hành khách bằng xe máy điện, cho thuê xe điện tự lái tại một số khu vực trung tâm, kết hợp giữa các tuyến xe buýt, buýt đường thủy với các dịch vụ GrabBike, GrabCar. Đây là những nội dung chính trong bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh với Grab Việt Nam vừa được ký kết. Biên bản ghi nhớ tập trung vào 4 nội dung chính: hợp tác chia sẻ, trao đổi công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống giao thông thông minh; hợp tác nâng cao trình độ quản lý và ứng dụng khoa học công nghệ; hợp tác hỗ trợ thông tin tuyên truyền; và hợp tác triển khai các hình thức hỗ trợ hệ thống giao thông công cộng tại thành phố. Grab Việt Nam cũng sẽ chia sẻ thông tin dữ liệu mật danh cho Sở Giao thông Vận tải để đưa ra các giải pháp xử lý trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc phân tích, mô phỏng, dự báo tình hình giao thông. Bắt đầu từ hôm nay, hơn 300.000 trẻ em mầm non và học sinh khối lớp 1 trên địa bàn 10 quận huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh được uống sữa học đường với 5 lần một tuần. Các địa phương triển khai chương trình sữa học đường bao gồm quận 9, 12, Thủ Đức, Tân Phú, Bình Tân, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ và Bình Chánh. Tại buổi họp báo công bố, đơn vị được lựa chọn triển khai là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk. Chương trình sữa học đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được tiến hành theo hình thức xã hội hóa, trong đó nhà nước hỗ trợ 30%, doanh nghiệp 20%, phụ huynh 50%. Riêng đối với các em có điều kiện khó khăn sẽ được hỗ trợ uống sữa miễn phí hoàn toàn. Trong chương trình, ngoài sữa có đường còn có sữa không đường để phù hợp với thể trạng của học sinh thừa cân béo phì. Trên thế giới có 60 quốc gia triển khai chương trình sữa học đường. Tại Việt Nam, chương trình này đang được triển khai tại 17 tỉnh thành, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị triển khai các chuyên đề thời sự pháp luật cho 250 thành viên thuộc Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố, quận, huyện, phường, xã, thị trấn. Tại chương trình, các đại biểu được nghe phổ biến, giới thiệu nội dung một số chuyên đề như sự điều chỉnh chiến lược của các cường quốc tác động đến thế giới, khu vực và Việt Nam, tình hình Biển Đông thời gian gần đây và một số giải pháp của Việt Nam, nội dung cơ bản luật cảnh sát biển Việt Nam. Hội nghị nhằm giúp cho các cơ quan đơn vị có định hướng trong công tác tuyên truyền cho cán bộ đảng viên, công nhân viên và người dân thành phố có nhận thức đúng đắn, chấp hành tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật, chủ trương quốc phòng an ninh của nhà nước. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu các thành viên của hội đồng cần nghiêm túc triển khai các nội dung được quán triệt, vận dụng linh hoạt sáng tạo trong thực tiễn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Để mang đến những thông tin mới nhất về mô hình dịch vụ khách hàng tốt nhất, những gì khách hàng mong muốn, những ứng dụng công nghệ trong dịch vụ khách hàng, Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 tổ chức hội thảo Dịch vụ khách hàng trong kỷ nguyên số tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trên thực tế, doanh nghiệp muốn có doanh thu lợi nhuận phải dựa vào khách hàng. Nhiều công ty đa quốc gia, dịch vụ chăm sóc khách hàng được đưa vào hạng mục quan trọng để thu hút và có được các khách hàng trung thành. Nhiều chuyên gia cho rằng, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam chỉ chú trọng kinh doanh mà chưa quan tâm đúng mức đến dịch vụ chăm sóc khách hàng. Khách hàng càng happy thì giá trị công ty đó càng cao. Thì đối với các công ty vừa và nhỏ tại Việt Nam, nhiều khi là các bạn chưa quan tâm đến điều đó lắm. Bạn đang quan tâm đến doanh thu bao nhiêu, chi phí bao nhiêu, làm sao có lợi nhuận để các stakeholder là họ happy. Nhưng mà nhìn đường dài, mình phải nhìn đến khách hàng, việc cuối cùng doanh thu của mình đến từ đâu, đến từ khách hàng. Trong quan hệ một cách nghiêm túc, một cái tương tác với khách hàng nó có khoảng 30 cái process khác nhau liên quan tới khách hàng mà nó phải được làm hết sức chuyên nghiệp. Và bây giờ lại số hóa nữa thì cái việc chuyên nghiệp nó giúp cho mình rất là nhiều.
Hiện nay, cuộc cách mạng 4.0 đã tạo ra nhiều công cụ thuận tiện cho doanh nghiệp trong việc truyền thông bán hàng, tăng trải nghiệm và chăm sóc khách hàng. Nhưng công nghệ phát triển cũng là lúc doanh nghiệp phải cố gắng hơn trong cuộc đua giữ khách hàng, vì người tiêu dùng hiện có nhiều kênh lựa chọn. Tôi luôn luôn cập nhật những cái phần mềm CRM để mà quản lý dữ liệu khách hàng một cách tốt nhất, luôn gửi cho khách hàng những cái lời chúc mừng tốt đẹp, ví dụ như vào những ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10, vào dịp các dịp lễ Tết. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, ở rất nhiều doanh nghiệp, nhân viên chính là đại sứ thương hiệu. Vì vậy, việc tạo lập văn hóa doanh nghiệp, nuôi dưỡng tình yêu của người lao động với doanh nghiệp sẽ là nhân tố thúc đẩy nhân viên nỗ lực để phục vụ khách hàng. Hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2019 vừa chính thức bế mạc với phần trao giải chung kết cho các thí sinh. Điểm đặc biệt là hội thi năm nay không chỉ giới hạn tại Thành phố Hồ Chí Minh mà còn mở rộng ra các địa phương khác nhằm khuyến khích đẩy mạnh và phát triển nhân lực cho ngành du lịch. Hội thi là một trong những hoạt động uy tín của ngành du lịch thành phố trong việc nâng cao chất lượng hướng dẫn viên cũng như phát hiện những nhân tố tiềm năng hiện đang ngồi trên ghế nhà trường. Vòng sơ loại được tổ chức tại 26 doanh nghiệp và 23 cơ sở đào tạo của thành phố. Tiếp đó, đã có gần 300 thí sinh được đề cử tham gia vòng bán kết. Qua các phần thi, ban giám khảo đã chọn được các thí sinh xuất sắc nhất để trao giải trong vòng thi chung kết, gồm 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích cho 3 bảng A, B, C. Bên cạnh đó, hội thi cũng đã trao 4 giải phụ cho các thí sinh và tập thể. Phần cuối bản tin, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một số chính sách có hiệu lực trong tháng 11 năm 2019. Trong đó có nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội như việc làm, kế toán, tài chính, hành chính, bảo hiểm. Một trong những văn bản quan trọng sẽ có hiệu lực trong tháng 11 năm 2019 chính là thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn điện tử. Theo đó, từ ngày 1 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử. Thông tư này cũng cho phép tạo thêm thông tin về biểu trưng hay logo để thể hiện nhãn hiệu, thương hiệu hay hình ảnh đại diện của người bán trên hóa đơn điện tử. Từ năm tháng 11, người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết, là quy định đáng chú ý trong thông tư mới của Bộ Tài chính. Thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử là căn cứ để cơ quan thuế tính thời gian nộp hồ sơ thuế và xử lý hành vi chậm nộp hoặc không nộp hồ sơ thuế, hoặc để tính thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng có thông tư ban hành danh mục 4.021 loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, 41 loại thuốc bảo vệ thực vật bị cấm tuyệt đối sử dụng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 5 tháng 11. Từ ngày 8 tháng 11, người lao động được vay tối đa 100 triệu đồng từ Quỹ Việc Làm là sự thay đổi đáng chú ý của nghị định mới về chính sách hỗ trợ tạo việc làm. Nghị định mới đã tăng gấp đôi hạn mức cho vay của Quỹ Quốc gia về Việc Làm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động, và nới thời hạn vay vốn lên đến 120 tháng thay vì 60 tháng so với trước đây. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn xét xử các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 11. Nghị quyết này định nghĩa cụ thể về các hành vi dâm ô trẻ em. Theo đó, dâm ô là hành vi của người cùng giới tính hoặc khác giới tính tiếp xúc về thể chất trực tiếp hoặc gián tiếp qua lớp quần áo vào bộ phận của người dưới 16 tuổi, có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục như hôn người dưới 16 tuổi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Xin kính chào tạm biệt.